Xin chào các bạn, mình là Bạch Dương. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy nhé. Bạn đang phân vân về việc lựa chọn vòng tay đá phong thủy nào cho chính mình hay cho những người thân yêu? Qua video này, mình sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin hữu ích về màu sắc cũng như loại vòng tay đá nào sẽ hợp bản mệnh và tốt nhất cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 dựa trên quy luật tương sinh, tương khắc của ngũ hành. Người xưa có câu nhất vận nhì mệnh, tam phong thủy, tứ gia tiên, ngũ đèn sách. Qua đó, ta có thể thấy rằng phong thủy có một vai trò vô cùng to lớn, có tác dụng hỗ trợ, cải tiến vận mệnh cho chủ nhân. Việc lựa chọn và đeo các loại vòng tay đá phong thủy hay các loại trang sức đá phong thủy tự nhiên hợp với bản mệnh sẽ mang lại nhiều sức khỏe, tài lộc, may mắn và hạnh phúc cho gia chủ. Người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 có ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ sẽ hợp nhất với các màu tương sinh cho bản mệnh, sau đó là các màu tương hợp. Theo quy luật tương sinh thì hỏa sinh thổ, vì vậy các bạn nên sử dụng các mẫu vòng tay đá có các màu sắc tượng trưng cho hành hỏa là màu đỏ, tím, hồng, cam sẽ giúp kích thích năng lượng bản mệnh phát triển. Theo quy luật tương hợp thì các màu vàng, nâu đất thuộc hành thổ cũng rất tốt cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 sẽ giúp bổ sung nguồn năng lượng cho chính bản mệnh của mình, từ đó lôi kéo cát khí mang lại may mắn. Đối lập với quy luật tương sinh là sự tương khắc. Theo quy luật tương khắc thì mộc khắc thổ, vì vậy các bạn không nên sử dụng các mẫu vòng tay đá có các màu sắc tượng trưng cho hành mộc là màu xanh lục để tránh sự hủy diệt và hao mòn. Căn cứ vào những quy luật tương sinh, tương khắc này thì những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 đã có thể phần nào lựa chọn được các mẫu vòng tay hợp bản mệnh tốt nhất cho mình rồi đúng không? Để biết rõ hơn đó là loại vòng nào và công dụng của chúng ra sao thì các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu qua video sau nhé! Vòng tay đá Thạch Anh Tóc Vàng. Vòng Thạch Anh Tóc Vàng tượng trưng cho trí tuệ, sự thông thái và anh minh, là loại đá phong thủy tốt nhất, có tác dụng phong thủy mạnh nhất. Với màu vàng đặc trưng, chúng biểu tượng cho màu của nắng, màu của ánh mặt trời ấm áp, có ý nghĩa là mang lại hạnh phúc, thịnh vượng, sức khỏe tràn trề. Đeo vòng Thạch Anh Tóc Vàng bên mình có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, giúp cơ thể hồi phục sau trị xạ, có tác dụng tốt trong điều trị về đường hô hấp. Khi đeo loại vòng này bên mình có khả năng làm tăng trí tiến thủ, tăng dũng khí để đối diện với thử thách. Đặc biệt, khi đeo vòng Thạch Anh Tóc Vàng thì sự nghiệp của chủ nhân luôn được thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt và thịnh vượng. Vòng tay đá Thạch Anh Hồng. Theo các chuyên gia phong thủy, vòng đá Thạch Anh Hồng tượng trưng cho tình yêu nồng nàn, không chỉ giúp đem lại may mắn về tình duyên cho các cặp đôi mà còn có tác dụng tốt trong việc duy trì mối quan hệ hòa thuận, hạnh phúc của các cặp vợ chồng. Về mặt sức khỏe, đá Thạch Anh Hồng có tác dụng rất tốt cho hệ thần kinh và tim mạch, giúp loại trừ mệt nhọc ra khỏi cơ thể, giảm áp lực, căng thẳng, tăng cường sức khỏe cho người đeo. Khi đeo vòng tay đá Thạch Anh Hồng có khả năng tăng cường sự tự tin, khả năng sáng tạo cho con người, có ý nghĩa đặc biệt với các nhà kinh doanh, làm ăn, giúp việc buôn bán có duyên, giảm tính đa nghi của khách hàng, từ đó thuận lợi hơn trong việc kinh doanh. Vòng tay đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu. Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu, viên đá tượng trưng cho sự may mắn và giàu có, mang nguồn năng lượng mạnh mẽ, đem lại tài lộc vững mạnh, tốt cho sức khỏe của người đeo. Về mặt phong thủy, khi đeo vòng tay đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu sẽ giúp tăng sự tự tin hơn cho người đeo, thêm dũng khí, tăng cường ý chí, quyết đoán hơn, vượt qua mọi khó khăn trong công việc, đem đến sự thành công. Nhiều người tin rằng khi đeo vòng tay làm từ đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu thường xuyên sẽ kích thích lòng tin, mở rộng nhiều mối quan hệ, tạo ra nhiều cơ hội, mang lại cho bạn may mắn và thịnh vượng trong cuộc sống. Ngoài những sự lựa chọn trên thì các bạn còn có thể sử dụng các mẫu vòng tay đá như vòng tay đá Thạch Anh Vàng,
Vòng tay đá Thạch Anh tóc đỏ. Vòng tay đá Agat đỏ. Vòng tay đá Thạch Anh tím. Vòng tay đá Agat vàng. Như vậy, qua video này thì những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 đã có thể dễ dàng lựa chọn được cho mình các mẫu vòng tay đá vừa hợp thời trang lại hợp bản mệnh tốt nhất cho mình rồi đúng không? Trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì việc lựa chọn và tìm mua các mẫu vòng tay đá phong thủy đã không còn quá khó khăn với mọi người. Tuy nhiên, để tìm được một địa chỉ uy tín, tin cậy, mang đến cho bạn các mẫu vòng tay đá có chất lượng tốt thì chúng ta cần phải xem xét kỹ. Tránh mua phải hàng giả, hàng nhái hay các mẫu vòng tay từ đá kém chất lượng sẽ không đem lại hiệu quả cao. Hiện tại, hệ thống cửa hàng đá quý Thạch Linh bên mình có cung cấp rất nhiều mẫu vòng tay đá tự nhiên có chất lượng tốt nhất cho người tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, các bạn hãy liên hệ theo số hotline 0986 707 892 hoặc 091 199 8682 để được tư vấn miễn phí. Đặc biệt, khi mua các mẫu vòng tay đá tại hệ thống bên mình, các bạn sẽ được miễn phí làm lễ trì chú vật phẩm. Thứ hai, các bạn được miễn phí gửi hàng về tận nhà. Thứ ba, về chế độ bảo hành của hệ thống bên mình cho các mẫu vòng tay đá lên đến 1 năm đổi trả nếu phát hiện lỗi về chất lượng sản phẩm. Với những kiến thức và kinh nghiệm dày dặn, khi đã tư vấn cho hàng triệu khách hàng, đá quý phong thủy Thạch Linh luôn vững tin là địa chỉ số 1 để bạn trao niềm tin, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn giá trị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.